Đứng đây này. Dạ. Chụp hình. Anh cho chọn đứng hai bên thì mình nghiêng cái quả chuông cho mình áp phần vào đây. Đứng đây, đứng đây. Anh Ngô. Vâng, vâng, chào chú. Rồi. 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 Rồi
tắt rồi. Cái được không ạ? Có được không ạ? Ông Phạm Thánh gọi sư cô bằng chị. Gọi sư cô bằng chị. Nhớ mồm mình được rồi, thế thì bằng sao? Mình đâu quen được. Nguyên phương trắng nhỉ? Quảng cáo nó mỹ à, mỹ phẩm Hàn Quốc. Chắc đến chỗ cáp treo nó lại phải bắt cầm đúng nữa. Rồi, nghĩ là bực. Ừ. Dạ, một hồi mới có bao nhiêu đâu, có mấy trăm ngàn mà. Mấy ngàn viên. Kiều ơi. Dạ. Đây. Mất hoa rồi. Không có gì lạ đâu. Chị lấy bên đây chị cổ vào tay thôi xong. Rồi, chết đi. Có gì đâu. Cô chú mà. Cô chú. Ôi giời, Phương ơi, buồn cười lắm. Lại còn đúng tiếp cái này chú. Lúc đầu em cũng gọi ông bằng... Ai cầm vé gì ạ? Nào mình đi ô nào nhờ? Vé kìa, vé đây. Đây. Thể vào viện thôi. Bao người đây chị? Vào vé. Cái của em đi. Kìa, kìa, kìa. Không, không. Đây, đây, đây. Mở 6 người lên kìa. 6 người lên đi. Ai tỉnh ngồi kìa anh Lanh. Mình sẽ bắt đầu đấy. Chuyên gia, nếu gọi là gã thợ hàn. Đấy. Em thanh thương hả, tối nay như là một đính phòng về cả nhà mình hiểu biết đi. Cấp đi để mình biết. Nhất chí, nhất chí. Ý hà, ý hà. Hai chú bên này, hai chú tỉnh dưới đây. Nhất là sáng đã bại em để em. Lên đi lên đi lên đi lên đi lên sáu ba mười tám đúng không? Đúng rồi. 8 người mà. Bao phần trăm em? 20%. Dạ. Quá. Anh nghe đấy. Bắt đầu lên. Bắt đầu lên.
rồi, tạm biệt. Có gì đâu, chỉ cần nói một tiếng. Anh Thành ạ, à? Chú Ngọc. Mấy người chỉ cần nói một tiếng thôi. Ngoài khác hẳn trên Facebook. Không hình dung gặp thì đúng là mạng bự ảo sao thật mà gặp thì biết là nói rất nhẹ nhàng. Rất là thích hôm trước có bài cái gì nói về tiền lừa thánh nghiệm. Thế á? Thế á? Hôm nay là admin của Sài Gòn là thắng admin của Hà Nội đấy chứ. Ba người, ba chọi hai. Tiểu thế. Nhờ lần này họp mặt đủ hết admin. Đó. Thế á, từ hôm chủ nhật tuần trước đấy đến giờ em đã gặp Tuấn đâu? Sang năm họp Nha Trang à? Nha Trang hoặc Đà Lạt. Đà Lạt đi. Anh Thanh, một họp Nha Trang hay Đà Lạt? Đà Lạt vui. Đà Lạt có thằng người bay. Em bay thẳng Đà Lạt. Từ rồi rồi, gom vàng thì có như là vào một hè du lịch mà. Đi vào nửa cuối tháng 6 và nửa đầu tháng 7. Trường học các thứ được nghỉ thì đào thì hạnh huynh được anh ạ. Mà em tham gia được, chứ em là cuối tháng 7 thì em về làm các trò rồi đại học thì các thứ rồi thì không làm. Thì hạnh huynh cũng máu đi mà vướng trường lắm. Cái động dương tích này, cái chùa gọi là động dương tích ấy, nhưng mà mình đã đi rồi, động dương tích là đẹp nhất, cao nhất, đẹp nhất. Ta nhỏ quá em mà con này nó gọn tí đấy chị ơi. Em hỏi cái gì thì nhìn chứ nó. Phương Cherry này vẫn mạnh lắm. Dạ. Em chiến đấu hết ngày mai mà anh. Chắc chắn lắm. Nghe là ông ngồi trên chỗ rồi. Anh Thanh thì trần trường cố lên muốn để ngồi thì không bằng. Anh đang cố đi ra thiền viện cái bầu. Còn cái đồ đẹp nhỉ? Thiền viện Trúc Lâm chứ hả? Cái bầu. Một bên này là biển Vĩnh này. Mà có thứ mà Phật bà cái gì nhỉ? Xây trên trên núi nhỉ? Đền chuyện đấy hay mà. Ai yêu oan trái cứ ra đấy. Phương có kính của mấy bà kia nhỉ? Phân có kính. Kính của em nhứt lại rồi. Ở lại đúng không? Em nghĩ lại rồi em tự ái. Tên lửa hành trình thôi. Báo không? Một cái lớn to đấy không? 130 một cục. Cũng rẻ chứ. Hôm nay không cắm như thế. Ngoài ấy, ai anh bỏ thế? Tư tỉnh rồi nhỉ? Tư tỉnh kìa.
gà đây bảo là sao cho nó cứ giữ dần thế mà này nó hiền lành chẳng nói rằng gì. Tối nay tôi thử coi nó giữ mức độ nào. Cho biết điện không? Đã không? Cộng đồng đã không? Anh ký hợp đồng từ bao giờ ấy? Tôi tình còn kêu là thế hội mình kiểu quốc em nào? Em dư sức để cưới voi cơ. Đó. Cưới voi. Em dư sức để cưới cả voi. Ngay rồi đấy anh Thanh tất tiện luôn. Là tất luôn. Cao nó cao nó ngấm mệt cơm. Cái gì thì phải nói. Cái gì thì phải nói. Ôi vâng, à vâng, người nhà nhá, em thịt vịt cỏ Vân Đình đặc sản đấy. Đặc sản đấy, muốn nào không? Anh cứ phải chiều, cho sức của em ăn yếu. Từ sáng rồi em có muốn một bánh, một cái miếng. Đó, cùng đi đây. Rô, 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 rô đây. Rô đây. Nào, 1, 2, 3, rô. Rô.